Rồi, trước khi cũng Maybelline luôn, nhưng mà để mà trước khi mà khuyến khích mọi người mua hoặc là báo giá, Hằng sẽ lưu ý cho mọi người một cái dòng này trước. Đây là một dòng sản phẩm của Maybelline, nhưng mà nó sẽ rất thích đối với những bạn nào có làn da dầu. Làn da dầu nó kìm dầu rất đã nha mọi người. Mọi người sử dụng nó lên nó không có bị dầu nhiều như những cái dòng khác. Nhưng một cái khuyết điểm này, Hằng sẽ nói là một khuyết điểm của nó là nó sẽ dễ khô da. Và nó không, nó không thích hợp với những làn da khô. Đó, nó không thích hợp với da khô. Nên trước khi những bạn nào da khô sử dụng cái dòng này, nắp tím này của Maybelline á, thì các bạn nên là dưỡng da thật kỹ rồi mọi người hãy sử dụng nha. Rồi kèm thêm nữa, cái bông mousse mà khi mọi người đánh á, thì mọi người cũng nên làm ướt, làm ẩm cái bông mousse, sau đó mọi người hãy tán thì nó sẽ dễ tán hơn. Nhưng khi mà nó lên trên da của mọi người rồi, cái khả năng mà da mình bị đổ dầu nó sẽ hạn chế hơn rất nhiều. À rồi, bây giờ Hằng test trước nha. Một là cái khả năng mà kiềm chế dầu nó hạn chế, hai nữa là cái vấn đề mà tông màu á, cái vấn đề mà tông màu nữa nha mọi người. Nó sẽ khoảng tầm, trung bình Hằng sử dụng thì khoảng tầm là trên 4 tiếng là bắt đầu nó xuống tông từ từ. Xuống tông từ từ, trên 4 tiếng nó xuống tông từ từ. Đó, rồi còn cái này nè, nó có thêm một cái chức năng trước khi sử dụng, lắc đều lên nhá. Nó có thêm một cái chức năng nữa, đó là nó sẽ kháng nước. Cái chất của nó không quá đặc nha. Chất của cái này nó sẽ không quá đặc. Không quá đặc, đó, nó sẽ dễ tán nó như thế này nè. Bây giờ không có bông mút thì Hằng tán bằng tay thử cho mọi người coi nha. Không cho nó tiệp vô rồi Hằng test nước trực tiếp cho mọi người xem là nó có bị không. Đối với một số cái dòng kem nền thông thường ấy, nó mà thông thường đều ấy nước mà nó cái này đẹp nhờ, cái này nó ấy nước là mấy nhầy luôn, mịn lắm. Khi nó lên nó mịn lắm, đúng rồi. Nó lên nó mịn lắm, cái dòng này là chị cũng có like mấy lần rồi ấy. Ừ, chỉ có cái là khi mà cái da của mình không có gọi là gì ta, không có cấp ẩm cho da kỹ là mình sẽ khó tán. Mình sẽ sử dụng nó sẽ thấy nó hơi khô, bị mốc nền. Đúng rồi, rồi đây nha mọi người. Mọi người thấy này, Hằng vừa mới tán lên đúng không? Mới mấy giây thôi. Đổ nước lên nè. Sống nước luôn nha mọi người. Đây, đổ nước lên nè. Rồi, mọi người nhìn tờ giấy nha. Mọi người nhìn tờ giấy nè. Mọi người nhìn tờ giấy nè. Đấy, chỉ có như thế này thôi nha mọi người. Thấy không? Cái này là đây do là Hằng lấy tay tán. Ừ, cái này là do Hằng lấy tay tán đấy, chứ mà Hằng lấy bông mút tán Hằng còn tiệp hơn nữa nha mọi người. Đó, Hằng lấy bông mút tán Hằng còn tiệp hơn nữa. Mọi người đã thấy là Hằng vừa mới chỉ lên mấy giây thôi đấy. Đấy, kem nó vẫn còn ở trên đây. Cái tông da của tay Hằng và cái tông da này các bạn có thể thấy được, cái lớp kem nó vẫn còn ở trên đây nhá. Khác nhau hoàn toàn nha mọi người. Ừ, rồi cái chai này hôm nay bao nhiêu tiền em? Có quà tặng ông ta. Con này là 348k. Quà tặng không? 210k. Được cái hộp bông tẩy trang phải không? Nước tẩy trang. Nước tẩy trang mắt môi. Mua mấy hộp được? Mua một tặng một ạ. À, đây là cái mascara. Ông ơi, tao quấn mày quá, một nước ăn nha. Đây, mua một tặng một. Tặng mascara. Tặng mà. Mascara mini. Ủa? Hả? Tặng gì? Tặng cái nước tẩy trang mắt môi. Đổi rồi hả? Vậy thì chai nước tẩy trang mắt môi nhỏ hồi nãy đó em. Ồ, tặng nước tẩy trang ấy chị. Rồi đây. Vậy là mọi người sẽ được tặng nước tẩy trang mắt môi của nhà Maybelline luôn nhá. Mua một tặng một, 210k nhé mọi người. Bạn nào có voucher lớn là còn rẻ hơn nữa. Nếu như bạn nào có voucher lớn là còn rẻ hơn nữa nhá. Rồi bây giờ Hằng tẩy cái này đi cho mọi người một xíu. Mọi người kêu là test màu mấy? Cái này tông màu đi chị. Rồi. Tông màu nào cho chị xin bảng tông màu nè em. Tông màu á mọi người, với cái tông màu ấm nó sẽ có là màu 110, 128 và 220. Cái màu 220 sẽ là cái màu tối nhất, sau đó đến 128. Rồi cái tông ấm vừa sẽ là 110, tông trung tính sẽ là 111, tông lạnh sẽ là 115 và 120. Bạn nào muốn sử dụng tông lạnh mà tối màu một xíu sử dụng 120 nhá. Rồi, cái dòng này mua 1 sẽ là tặng 1 nha mọi người, mua 1 hộp tặng 1 hộp này. Sản phẩm này và cái deal này sẽ giữ trong giỏ hàng nhá. Giữ cái deal này trong giỏ hàng cho mọi người nè, Hằng hướng dẫn lại cho mọi người lưu ý nhá. Khi mọi người mua cái dòng kem nền của Maybelline, mặc dù bây giờ đang rất hot, có những bạn nào mọi người cứ thấy hot là mọi người sẽ đi mua, nhưng sẽ có lưu ý nè, nó không phù hợp với tất cả mọi loại da. Và nếu như muốn sử dụng phù hợp thì mọi người lưu ý là khi mà nếu như da mình là da khô, cần phải cấp ẩm kỹ cho da trước khi mọi người sử dụng kem nền này của Maybelline, không thì nó sẽ hơi khó tán. Và cộng thêm nữa, khi mọi người sử dụng cái bông mút để mình đánh lên, mình nên làm ẩm cái bông mút của mình, sau đó mọi người tán lên nó sẽ dễ tán hơn. Rồi cái ưu điểm của nó này mọi người nhá, nó sẽ kìm dầu tốt nè, nó sẽ mềm màu nè, và nó sẽ kháng nước rất đỉnh. Đó là cái ưu điểm của nó nhá, và nó lên trên da của mình nó mịn. Đó rồi, dòng này mua một tặng một 100 200 ngàn. Bao nhiêu ngàn? Mua một tặng một 200 ngàn đúng không em? Đấy, nó đi, nó ngốc gái rồi đấy. Quỷ này nó không thèm trả lời đâu. Nó không thèm trả lời, nó lơ luôn, ăn luôn, nó xong nó lơ luôn mày. Trời ơi, lơ luôn em. Đó. Cái này giờ ngồi mà chị ăn nói liên liên.
Đây nha, rồi của Loreal. Loreal. Loreal này mọi người ơi. Đấy hiểu chứ Loreal. Mọi người ơi, Loreal. Đấy, có người thì đọc là Loreal, có người Loreal, có người là Loreal, Loreal. Đấy. Loreal. Ừ. Loreal. Ủa cái chai này chai nước quá ơi. Trời ơi. Đây, cái này là quà tặng gửi chị đi em. À, cái này đơn từ 349.000 được tặng cái nhỏ nhỏ rồi. Cái này là cái gì, 359.000 là được tặng cái chai nhỏ này serum, nha mọi người. Serum chị ạ. Rồi serum đây nhá mọi người, cái này ở bên trên mọi người thấy là hiện tại nhá, Hằng đang chia cho mọi người là đang có tổng cộng là 4 lọ tất cả nhá, mà hiện tại đang chỉ có một cái lọ này là nó sẽ có một cái lớp dầu bên trên này. Lọ này sẽ là cái nó nhiều phiên bản hả? Nó cái này thì dầu các kiểu thì nó có thể tẩy trang mắt môi được, đúng rồi. Là hiện tại này chị đang muốn đọc cái phiên bản cho mọi người đỡ mua nhầm á. Màu hồng là da nhạy cảm nè. Khoan, cái này nó có để mã này, cái mã này đọc cái mã cho mọi người cái đã, không là mọi người mua lộn. À cái này. Cái này xanh đậm này mọi người ơi. Mọi người cứ chọn cái màu xanh đậm nhá. Màu xanh đậm mọi người có thể thấy được luôn này, nó sẽ có một cái lớp dầu ở phía bên trên này nè. Lớp dầu này nó có thể là vừa tẩy trang mắt, vừa tẩy trang môi cho mọi người được luôn nhá. Không cần những cái nước tẩy trang chuyên dụng cho các vùng. Ai mách cho đây. Ui. Tẩy trang luôn chị. Rồi tẩy trang cho Lôi nào. Lên đây ngồi, ngồi đây, ngồi đây. Ôi chào ơi. Ai tẩy, ai trang điểm ai mách cam cho. Cô kia trên đưa cái lọ bông tẩy trang chị em. Đây đây đây, bông tẩy trang. Cô kia mở cổ trang kìa. Cô kia ở trên tầng gì? Cô ở trên tầng đánh phấn cho Lôi phải không? Chết ở, rồi. Ở trên hai, ở trên hai. Đánh phấn kiểu này là phải đánh toàn thân chứ. Ôi trời ơi con ơi. Sợ lắm. Đây nha. Ghê lắm Lôi. Nào nước tẩy trang mắt môi nào có thể sử dụng cái dòng này nha, phiên bản này nha mọi người. Ghê đấy. Rồi bây giờ này tẩy một phát là trôi hết các lớp makeup nha mọi người. Đang có nhiều lời bôi xanh lên này. Trời ơi, cái ông Lôi. Đây. Nào, bây giờ đầu tiên nào, có Hằng tẩy trang tẩy mà. Tẩy đi. Không phải tẩy. Chứ rồi tiếng con gái tiếng Angola là gì em? Bonita. Bonita rồi phải không? Amiga. Amiga. Amiga rồi phải không? Amiga rồi, đưa mỏ đây. Cái này là bì gì? Nè, quá trời này, anh dung cận cái mỏ Hằng Lôi cho em anh ơi. Dung cận mỏ Lôi giùm em anh. Trời ơi con ơi. Trời ơi, ai trang điểm cho Lôi? Ai trang lộ? Cô kia mà có xăng thân kia ở trên tầng 2. Rồi con ngậm lại để con. Mọi người ơi, cái này là nước tẩy trang làm dịu và giúp làn da trông tươi tắn nha. Trẻ con mà đi đi văn nghệ các kiểu ấy chị thì cũng dùng được. Trời đấy, ơi, kể cả da nhạy cảm nhất. Cô Hằng xem. Trời ơi, vẫn cứ mắm mồm lại để cho mình không được tẩy cái môi của nó hay gì, không biết nữa, nó mắm cái môi nó lại nè. Eo ghê lắm. Đó, ghê chưa, ứng chưa, ứng lạnh chưa. Nè, bây giờ tẩy, để coi, tẩy, mọi người tẩy, ơi, tẩy, bây giờ tẩy, mình sẽ coi. Không, tẩy. Có Hằng tẩy. Bôi sơn mà. Cô Hằng tẩy một bên thôi. Cô Hằng tẩy một bên cho Lôi thôi. Cô Hằng tẩy một bên tí lên, cô lại đánh cho nha, cô lại đánh vô cho đây nha mọi người. Rồi đây mọi người ơi, nhìn nha, mọi người coi cái bông cái sức hấp dẫn của cái nước tẩy trang nè. Coi sang bên này cho mọi người nhìn này. Cô Hằng ơi, cảm ơn bơ phấn cô Hà xong. Trời ơi, nè nè nè, ôm chào ơi, mọi người coi siêu quý diệu mọi người ơi. Ôi quý diệu, xíu cảm ơn bơ sơn. Xíu cô Hằng đứng lại. Bôi lại, bôi lại cho. Lan nó biết lại. Đâu. Cô Hằng biết. Lan nó bôi lại tí cho. Tí cô Hằng bôi lại cho. Lan nó bôi kia bôi cho Lôi nha. Tí cô Hằng bảo cô bôi cho Lôi nhá. Ô, cô Hằng, Hằng Lôi. Đấy. Ôi, chồng ơi. Đó, rồi, đây, đây, đây. Đó, thấy chưa? Ôi. Rồi, đây. Rồi, bên này nữa nha. Con quay đây, cô Hằng. Mất phát. Phát đi luôn, phải không? Đó. Đâu rồi? Trời ơi, đó, thấy chưa? Thấy chưa? Con thấy chưa? Rồi, con có Hằng đánh má hồng nào? Có Hằng đánh má hồng? Ê, nhưng mà hồi thật là Lôi là con gái hay con trai đấy? Con gái mà! Chết rồi, Lôi con gái rồi. Có Hằng là con gái mà, kì. Hồi Lôi mà. Trời ơi, đó, được rồi, đó, thấy có, chưa? Có Hằng là con gái lợi. Tuyệt vời nhá. Chai này bao nhiêu tiền em? Bao nhiêu tiền một chai cho chị xưng giá? Chị biết là 229k hôm nay chỉ còn 145k thôi chị ơi. Hôm nay còn 145 chai này 145k hả? Trời ơi. Chai này hôm nay còn 145 thôi, mua
hai chai được tặng cái này đúng không em? Mua hai chai được tặng một tuýp serum. Thế cái này là được tặng gì đây? Cái serum này là serum sáng da nha mọi người. Rồi đây nhá mọi người. Em không ngồi được cái ghế này. Đây, mua hai, mọi người sẽ được tặng một cái là một tuýp này 145.000 một chai. Hiện tại đang là 145.000 một chai nhé mọi người ơi. Đây, u là trời, thiệt tất cả luôn hả? Hay là tùy vào từng màu nhỉ? Có tùy theo màu không nhỉ em? Không ạ, 145 đúng không mọi người ạ? À? Đúng rồi, 145.000 thì mọi người sẽ mua được cái này với giá 145.000 nhá. 145.000 một chai của L'Oreal nhá. Ừ. Một chai này của nó là cũng quá trời nhiều đấy thay. 400ml lận. 400ml lận bự quá trời. À, serum này là serum cấp nước. Serum cấp nước. Dạ. Serum cấp ẩm đấy. Vâng. Đây. Cấp nước cho làn da. Rồi, có quà không em? Đây. Cái này lúc nào cũng có quà nha. Serum cấp ẩm cho làn da. Đây là một dòng serum cấp ẩm cho làn da của tụi mình. Rồi. Của L'Oreal nhá mọi người ơi. Đấy, da khô, da khô nha. Lúc này cái serum của Garnier là dành cho da dầu thì cái này là dành cho da khô nha mọi người. Đó. Cái này đặc hơn một chút xíu so với là cái dầu lúc nãy. Ừ. Đây. Chị sẽ sờ hai bên tay. Chị cốc lên rồi chị sờ hai bên tay xem. Đây nhá mọi người, serum cấp ẩm. Có cái máy đo độ ẩm đâu nhỉ? Cái máy đó hay lát không luôn á. Ngày xưa chị dùng chị chuyên test. Đó. Nó chuyên gia. Nhưng mà tìm ra để test thử thì cũng được. Đây nha mọi người. Rồi đây là cái dòng nó mềm hơn thiệt em. Ê, nó mềm ngay lập tức ấy. Cái này là hãng nổi tiếng mà người ta làm mà không mềm thì không ăn. Ừ, dẹp tiệm nha. Dẹp tiệm. Đây mọi người ơi, đây nhá, serum cấp ẩm. Ví dụ như bạn nào mà mọi người da của mọi người rất là khô, mọi người bôi lên mà không có biết rít nha. Hoàn toàn không biết rít. Đây, để cho mọi bạn. Chất hoàn toàn không biết rít mà hàng thấm vừa mới môi lên da. Nó thấm rất là nhanh, hàng vừa mới môi lên có chút xíu, chưa đầy một phút nha. Thấm cực kỳ nhanh. Đó là cái dòng serum cấp ẩm của L'Oreal. Một lọ này nhá, giá của nó đang là bao nhiêu em hả? Giá niêm yết của này là 499k, đây còn 308k. 499 còn 308. Mua 1 sẽ được tặng 2. Tặng 2, à đây, tặng cái này à? Đây phải không? À. Rồi, mua 1 tặng 2 là tặng 2 cái này đây.